ra, lái xe bốn bánh cũng dễ mà. Hay chắc là tại mình thông minh nè. Thích quá, vừa được lái xe vừa được ngắm cảnh nữa. Sốc, phải lên sở chỉ huy. Em còn nhớ tìm xe của Phong không? Đi hết đường này rồi quẹo phải là tới đúng không? Đúng rồi. Giờ em qua đó nói Phong là anh nhờ Phong cho em mượn một chiếc xe, rồi em về trước nha. Anh phải lên sở chỉ huy gấp, không có đưa em về được. Lại nữa hả? Đừng có nói là mấy ông sếp của anh lại bắt anh lên trình diện chịu phạt vụ ozone nữa nha. Bộ chuyện đó vẫn chưa xong nữa hả? Không phải, chuyện khác. Anh phải lên sở để làm một số giấy tờ nha. Em đi đi. Cũng được, em đi nha. Chào anh. Chào em. Hồi nãy Kiên có gọi điện cho anh rồi, để anh kiểm tra xe lần cuối coi có an toàn hay không nữa. Rồi em lái xe này về anh trả nha. Dạ. Bây giờ mọi thứ phải chờ lệnh của anh sĩ rồi. Sao anh còn ở đây? Chào cán bộ. Có lẽ là anh đã quên 12 lời thề của quân nhân rồi. Thứ nhất, anh phải chào hỏi người dân một cách đàng hoàng. Còn thứ hai, anh đâu được quyền chĩa súng vào người dân vô tội. Vậy thì phải để xem anh có phải là người dân vô tội không đã. Có lẽ bây giờ hai anh đang sai luật hơn tôi rồi đó. Không phải là quân đội, chỉ là người dân mà chĩa súng vào quân đội thì chỉ có tội phạm mà thôi. Bây giờ mời hai anh về trụ sở công an huyện để giải quyết. Tụi mày làm cái gì vậy hả? Anh sĩ, cô Trang, anh nghe hình như là có tiếng súng ở hướng của em. Có chuyện gì hay không? Dạ, anh đi liền với ông hoàng sĩ. Hai bên đang đấu súng với nhau, rất là căng thẳng. À, vậy có gì á thì gọi điện cho anh nha. Ok. Có chuyện gì hả anh? À, không có gì, chỉ là mấy tên du côn phá phách thôi. Vậy có ai bị thương không? Em yên tâm đi, an ninh ở đây á rất là an toàn. Anh Phong. Hả? Em hỏi anh một chuyện được không? Em cứ hỏi đi. Anh với lại anh Kiên á, làm sao quen nhau vậy? Không phải là gì? Tao không biết. Là gì? Tao không biết. Nó sao không? Không, tôi không sao. Ông Kiên Quỳ đã cứu được một con tin. Còn một người nữa. Yeah.
lo điểm tập kết. Cảm ơn anh đã kể hết về anh Kiên cho em nghe. Bây giờ thì em đã hiểu. Em hiểu. Để thông cảm với ảnh hay là để rời xa ảnh? Thôi trễ rồi, em về đi. Xe xong rồi đó. Đây, chạy cẩn thận đó nha. Dạ. Em biết lái xe không vậy? Anh quên nữa, có bằng lái chưa? Em có bằng 3 năm luôn rồi đó. Vậy được rồi. Nhưng mà trong 3 năm đó em chưa lái xe thiệt lần nào luôn á. Nhưng mà anh Phong yên tâm đi, đường ở đây vắng mà, em lái được vậy nha. Thì ra lái xe bốn bánh cũng dễ mà. Hay chắc là tại mình thông minh nè. Thích quá. Vừa được lái xe, vừa được ngắm cảnh nữa. Vậy anh đang định gọi cho em nè. Mượn được xe chưa? Về em đâu rồi? Ôi em ơi, em bình tĩnh đi. Em đang đâu vậy? Em không biết nữa. Bây giờ em đang dưới đồn đéo ở đây nè. Em nhìn xung quanh xem thấy những gì, tả hết cho anh nghe coi. Em đang dưới ở ngoài vực, ở dưới là biển, còn có nhiều đá nữa, ngay cái khúc cua. Em đang dưới đến đây nè. Anh đến liền. Bây giờ mình phải làm gì đây? Phải chết nào? Phải ghi gì chút? Mẹ ơi, hơn là con đóng tiền rồi. Mẹ nhớ lấy nha mẹ. Đừng có bỏ mà. Con tốn phí lắm, tốn công lắm, không thể trả là được đó. Quang ơi, em nhớ lấy tiền đặt cọc mà chị mở phòng khám về cho mẹ nha. Đừng có bỏ. Hôm nay chị chết không có nhắm mắt được đâu. Mẹ ơi, đừng nói đi nha. Đừng có làm gì mẹ buồn á, thì mẹ bỏ qua nha. Con thương mẹ, thương mọi người.
có người đẹp nào phải chết hết. Đã vậy mà còn giỡn được nữa. Cứu em đi. Anh chắc chắn sẽ cứu được em. Xe đang chụp cho anh mà. Xe cử động nha. Xe sắp rớt rồi đó. Tuyệt đối có người cử động. Anh làm cái gì vậy? Nói em nghe đi. Bây giờ anh đến ba, em leo nhanh ra phía sau, ôm anh thật chắc nghe chưa? Bây giờ anh còn dụ em ôm anh nữa hả? Em nghe anh nói nè, em nhìn anh nè, em có tin anh không? Em nghe nói nè, em chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ anh sẽ cố gắng ghi chặt sức nặng của xe ra phía sau cho em leo. Anh đứng lên ba, em leo nhanh ra phía sau. Rổ mang thật chắc, nhắm mắt lại. Mọi chuyện để anh lo nghe chưa. Làm đi Phương. 1 2 3. Tôi nhớ lộn, tôi nhớ lại rồi. 7 ngày.
chắc chắn 7 ngày sẽ giao hàng tới. Rất to. Không có chuyện gì nữa, xin phép tôi luôn. Xin phép. Đi ra đây. Trời ơi, không, đi ra đây. Nói sao vậy hả con? Sao con hư quá vậy? Người ta thì đang làm việc, ai cũng đều như vậy hết. Mình không lo làm, lo đi ngủ. Mày dám vô phòng giám đốc mày ngủ, mày muốn bị đuổi phải không? Trời ơi chú ơi, con nói rồi, con không muốn tăng ca đâu. Mà con cũng cần lên lương luôn. Chú cho con ngủ đi, con buồn ngủ lắm luôn rồi đó. Hay quá ha. Vậy mày lên mày làm sếp tao luôn đi. Cậu mấy mày về nhà, mày leo lên bàn thờ nhà tao, mày làm ông nội tao. Nghe, chịu không? Làm việc không lo làm việc. Dạ chào giám đốc ạ. Ôi dạ chào giám đốc. Ủa sao hôm nay giám đốc mặt bơ phờ dữ vậy? Đó là chuyện của tôi. Đang trong qua trực, tự nhiên ở đây vậy hả? Dạ tôi đi làm việc đây. Đi đi. Đi làm việc. Dạ. Ủa, chuyện giám đốc dính máu hay là cái gì mà sao máu chảy nhiều quá vậy ta? Ây da, mày cứ đi làm việc hả? Dạ. Cái nón mày đâu? Cái nón con để ở trong phòng. Mày cái con này hồi lực lao động à. Bọn con sợ lắm hả? Sao không? Sáng nay em tưởng em chết luôn rồi đó. Mà hỏi thiệt, nếu mà anh có sợ thì nói với em, anh lấy cho mấy viên thuốc an thần, chứ đừng cố tỏ vẻ ra mạnh mẽ. Anh cũng sợ, nhưng mà không phải sợ chết. Mà anh cũng gan thiệt đó, dám leo ra để cứu em. Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Chiếc xe mà rớt xuống một cái, chết như chơi đó. Bữa nay em cũng biết quan tâm anh đó. Thì phải lo chứ, anh cứu em mà. Với lại anh từng nói sẽ không bao giờ liều lĩnh quyết định bất cứ điều gì vì một cô gái mà. Mình đâu có liều lĩnh đâu. Cuộc tác chiến rất là bình tĩnh và chắc chắn mà. Nhưng mà cũng không được liều mạng như thế. Em nói cũng đúng. Hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy ân hận. Anh ân hận gì cứu em hả? Hay là anh ân hận gì cứu một ai đó? Em còn nhớ câu chuyện anh kể cho em nghe về người đội trưởng chết trên tay anh không? Anh Toàn, mọi người đã vào điểm tập kết. Vậy là chuyện giải cứu đồng đội đã thành công. Không những thành công mà còn sống dai dẳng đến bây giờ. Không lẽ sáng nay em có nghe tiếng súng? Anh nói với em là anh tới chỉ huy sở, nhưng mà nếu anh chạy qua đó chắc chắn sẽ không quay lại kịp để cứu em.
Anh nói với em đúng không? Nói cho em nghe, từ sáng tới giờ anh kể chuyện, anh sợ từ khúc nào hả? Anh đâu có sợ đâu. Không sợ mà cúp điện luôn ha. Yên tâm đi, chưa đầy một phút sẽ có điện lại thôi. Mà nè, mình có tranh thủ cơ hội này tấn công nó nha. Ngồi yên đó đi. Mẹ em nhìn anh là sao? Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, như là muốn nói điều gì. Thật ra lại muốn hỏi nhưng không nói. Vậy thì hôm nay hỏi đi. Xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không? Em nói thiệt. Em nói gì kỳ vậy? Bộ anh không thấy hả? Sáng nào á, xung quanh anh toàn là mấy thằng giật ngựa, người thì đen đuốc, lúc nào cũng cởi chùm chùi chùi chạy lâm nhân một buổi sáng hả? Em thấy cũng đâu có đến nỗi mỗi buổi sáng mà không nhìn thấy được mấy anh cởi chùm chạy bộ hả? Thà như hôm nay nhảy xuống nước chết luôn cho rồi. Nè, tôi vừa mới cứu cô đó nha. Nể mặt tôi chút xíu được không? Làm gì khen trai lộ liễu vậy? Chết. Giờ còn chiếc xe á? Anh có gọi cho Phong rồi, chỉ chỗ để vớt chiếc xe luôn. Hy vọng là vớt được. Mà nếu mà không vớt được á, thì em lo đền chiếc xe đó. Anh lại xạo anh chứ gì? Không, thiệt, em đền á. Em đền chiếc xe. Cho anh một ngày để cho anh một ngày đi đêm, anh sẽ làm đêm tim bạn em thêm một ngày. Lòng một ngày một trời ngập tràn ánh nắng, một trời ngập tràn ánh nắng, trời một trời tập tràn ánh sáng hoa. Hey hey, không gian kia còn đâu bóng tối trong giấc mơ. Anh đưa bàn tay vượt qua sự ngập ngừng và hôn lên tóc em. Anh đưa em niềm hạnh phúc. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều tra, cậu có thể tố tụng tôi bất cứ lúc nào. Anh có nên vui khi mà bác sĩ Phương giận anh không? Sai rồi. Tôi xin lỗi bác sĩ Phương. Chúc cô luôn vui vẻ.